Vâng, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Nông Trại Hoa Kiều. Thì hôm nay nhân dịp em tắm heo cho nên em sẽ quay cho mọi người xem, và em sẽ nói với mọi người là khi nào thì chúng ta quyết định tắm heo trong trại kiến. Trong trại kiến nha mọi người. Thì tất nhiên là khi tắm heo á thì chúng ta phải canh cái thời tiết khi nó lên. Nhưng mà chúng ta thấy ngoài trời nắng á, chúng ta biết khí hậu hôm nay nắng đẹp thì chúng ta tắm. Và thường trong trại kiến thì lúc nhỏ đến khoảng dưới 60kg thì không bao giờ em tắm cả. Thực chất ở đây là cũng gọi là rửa chuồng chứ chưa phải là tắm nữa. Nhưng mà ở đây em ngày hôm nay là em quyết định rửa chuồng. Thì heo em bình quân khoảng 60kg rồi. Anh em quay luôn cho mọi người thì em nói cái thời điểm nào chúng ta tắm và tắm như thế nào luôn nha mọi người. Thì tất nhiên khi tắm cho heo thì chúng ta phải dựa vào cái thời tiết là khi nóng rồi. Và khi nào thì chúng ta tắm là tất nhiên là khi heo thấy nóng quá thì chúng ta tắm thôi. Nhưng mà chúng ta phải để ý là heo phải đạt số lượng trọng lượng khoảng 60kg trở lên chúng ta mới nên tắm. Nhưng ở đây thì chúng ta cũng hiểu là thực chất là chúng ta rửa chuồng chứ không phải là tắm heo như trại hở nha mọi người. Vì trong trại kiến thì chúng ta liên quan đến độ ẩm. Heo thì ở trong trại kiến nó mát, nhưng mà khi nó nóng quá thì chúng ta mới cần phải tắm. Hạn chế tắm lên người heo, chúng ta rửa chuồng thôi là đủ rồi. Thì heo nó mát mẻ rồi. Thì ở đây em bắt đầu cỡ này trở lên thì em canh thời gian, ví dụ như một tuần chúng ta có thể rửa chuồng 1-2 lần khi chuồng nó quá dơ. Thì khi chúng ta nhìn cái nền chuồng chúng ta cũng sẽ biết là con heo nóng hay không nóng rồi. Khi mà cái nền dơ á, khi con heo mà nó lâu phân lên chuồng nhiều hoặc là nó ỉa, nó đái giữa chuồng á, là chúng ta biết là khi đó nó cần mát, nó rất là nóng. Bởi vì con vật nó rất là, con heo rất là khôn mọi người. Khi mà cảm thấy nóng quá thì nó xuống cái mương tắm nó cũng không đủ mát đâu, thì nó sẽ ỉa đái lung tung trên giữa chuồng à. Nó tạo như bùn vậy, nó tạo thành như bùn để nó tắm bùn rồi mọi người. Cho nên là khi đó là chúng ta biết là con heo của chúng ta nó cần phải được tắm mát để nó giảm bớt cái stress nhiệt. Nhưng chúng ta phải chú ý là trước khi tắm á, chúng ta phải coi thời tiết hôm đó nó ra sao. Bởi vì ví dụ như chúng ta tắm xong rồi mà trời nó mưa, nó mù như mùa này mùa đông này, thì cái độ thông thoáng trong chuồng nó sẽ kém đi, để sẽ gây đến cái hiện tượng thiếu khí. Thì hôm nay em cũng định nói về vấn đề thiếu khí trong chuồng nuôi này. Nhưng mà sẵn thôi em tắm đây, em làm luôn cái video cho mọi người biết là chúng ta có nên tắm hay không và tắm như thế nào thôi. Và thực chất ở đây thì em xin nhắc lại là chúng ta rửa chuồng cho nó sạch chuồng. Bởi vì chúng ta cũng áp dụng theo câu thì nhờ sạch thì mát mà. Cho nên là chúng ta cứ rửa cái nền chuồng, hạn chế xịt lên mình heo. Đôi lúc có những con nó thích tắm nhưng mà nó bệnh, chúng ta không biết. Chúng ta làm ướt người nó thì nó cũng dễ gắt là gây bệnh nặng thêm. Và mọi người nhớ tắm xịt chuồng là chúng ta phải xịt cho nó sạch nha mọi người. Dù rằng là càng nhanh phải sạch. Bởi vì khi chúng ta tắm rửa như thế này, chúng ta để dơ quá là, nếu mà người ta gọi là trai nhớt á, thì chúng ta cần làm ít á, cần trai nhớt á, là con heo nó cần bệnh thêm đấy. Nó không mát đâu, nó ướt người nó mà nó không sạch á, là cái mùi hôi nó không thoát được, nó sẽ cần thêm mà dễ bệnh. Thì thường anh em trại hở thì tắm rất là nhiều, nhưng trại rất là ít tắm. Cho nên là phải thời gian này, canh nhiệt độ, canh cái thời điểm để tắm. Quan trọng là cũng phải xịt chuồng cho nó sạch chứ không phải là cay cay. Thì để làm cho nó dễ và nhanh á, thì thường sẽ có thêm một người đi đẩy nữa mọi người. Cầm cái cây đẩy phân đó, chúng ta đẩy bớt cái phân, cái bụi nó nằm trên cái nền đây nhanh hơn. Nhưng ở đây là người làm của em, thường thì em không có quan trọng thời gian đâu. Bởi vì người cũng là người trong gia đình không mà. Tụi em sắp xếp công việc làm sao mà người làm họ làm xong cái việc của họ thôi, là phân và cắm là xong là xong. Còn lại là việc cho ăn rồi thuốc mang là của em hết, anh em nhà em hết. Cho nên là cái đó là nhờ cái sự sắp xếp công việc.
cho nên là em chỉ cần người đi làm cho em họ đi sớm một tí thôi, còn chuyện về sớm lúc nào á cứ về, quý vị biết ngày nào cần á ở lại, còn không cần thì thôi chúng ta có về bình thường làm việc khác, rồi chúng ta có thời gian thêm thì thoải mái hơn, bởi vì trong công cuộc chăn nuôi thì chúng ta làm liên tục, chúng ta không có ngày nghỉ, cho nên là chúng ta cũng cần phải sắp xếp thời gian cho hợp lý một chút, cho anh em người làm của chúng ta họ thoải mái một xíu, làm sao nó cần nhanh là cần tốt. Và tất nhiên thì cái đó nó cũng phải ảnh hưởng đến cái việc heo khỏe, heo ốm. Khi mà heo ốm thì chúng ta không thể nào làm nhanh về sớm được rồi, chúng ta phải hỗ trợ lẫn nhau. Còn heo bình thường, heo không ốm thì chúng ta cứ hết việc là về, xong việc phân và cóm là về thôi, không có cần thiết phải ở lại làm gì cả. Còn việc chăm heo là chích thuốc này kia là em lo hết rồi. Và trở lại cái vấn đề tắm heo một xíu nữa thì thường thường anh em người ta, em cũng hay xem ở trên các trang mạng á, thì mấy anh bàn tán rất là sôi nổi là tắm giờ nào lúc nào á, lúc tắm tiếng nắng vô lên này kia thì đâu lúc đó trời hở mà anh em tính. Còn ở đây trời lạnh thì chúng ta thời tiết nó cũng ôn hòa và chúng ta cứ tắm vào cái lúc mà nắng nhất thôi, khi nào trời nắng thì tắm, cũng như con người chúng ta vậy, nắng chúng ta tắm chứ không thể nào mà không nắng mà đi tắm chi. Nhưng mà tất nhiên đó là chúng ta tránh cái trường hợp mà như đang đi nắng về mà tắm liền vậy thôi, nó sẽ gây sốc nhiệt thôi, không có gì hết. Còn tắm sạch là tốt, nhưng mà trong trại kiến thì em chia ra hai lần tắm, ví dụ như tắm từ ô số 6 trở lại nè, tức là ô số 6 trở lên cái dòng mát thì em không tắm nữa, em sẽ chuyển qua ngày hôm sau, hoặc là nếu mà trời nó mất nắng thì chúng ta tắm tiếp ngày hôm sau về những ô cuối, còn không thì em sẽ đợi khi nào nó nắng lên thì chúng ta mới tắm. Chúng ta xịt chuồng đó mọi người, quan trọng là xịt chuồng cho sạch thôi thì con heo nó sẽ thấy thoải mái và nó sạch sẽ hơn. Và ở đây một cái điều mà em muốn nói video ở hôm nay nè, nói ra em xịt chuồng nó thời gian nó không có thì em nói luôn cái chuyện tắm thôi. Cái quan trọng nhất á là chúng ta cần phải tắm, giải quyết cái vấn đề nhiệt khi mà cúp điện nè, khi mà ví dụ như chúng ta xảy ra các sự cố vấn đề cúp điện, hoặc là quạt nó chạy không đủ á, nó gọi là thiếu khí trong chăn nuôi đấy, đó là vấn đề mà quan trọng, là bởi vì em vừa đầu em cũng bị cái vấn đề đó, cho nên hôm nay em định nói về cái vấn đề thiếu khí trong chăn nuôi. Nhưng mà em thấy chúng ta tắm như vậy nó không đủ thời gian nữa, bây giờ là 11 giờ rưỡi rồi, gần 12 giờ rồi, cho nên là em chắc em nói không kịp, thì để hôm sau em nói đây, hôm nay em nói về tắm thôi. Một khi nói thêm á, bữa để hôm sau em sẽ nói kỹ hơn, còn hôm nay em nói sơ lại là khi mà chúng ta khi bị sự cố về điện đó mọi người, khi ví dụ như là quạt đứng hoặc là quạt yếu, không đủ cái lực hút không khí ra ngoài theo mong muốn của chúng ta, thì khi đó chúng ta xử lý là về vấn đề ví dụ như mở cửa, hoặc là chúng ta thấy quạt yếu quá trong một thời gian ngắn thì bắt buộc sau khi có điện lại thì chúng ta phải bật quạt mạnh lên, bật quạt tăng tốc độ quạt lên và tắm cho heo càng sớm càng tốt, thì lúc đó nó sẽ giải quyết được vấn đề stress nhiệt, làm cho con heo thoải mái, nó không bị stress, nó sẽ ít gây bệnh trên heo hơn. Thì vừa đầu em cũng bị sự cố về điện, nhưng mà vì chủ quan em không tắm cho heo, cho nên ngày hôm nay nó xảy ra cái sự cố, là một số sự cố, thì video ngày hôm sau em sẽ nói rõ hơn, còn hôm nay em sẽ nói về vấn đề tắm thôi. Vâng, và bây giờ em sẽ quay sơ cho mọi người xem nè, khi tắm xong như thế nào. Thì thường mấy cái ô mà mấy anh mới tắm á, thì anh đứng anh hay lếm, cho nên là chúng ta nhớ dội cái chuồng cho sạch một xíu, chứ không cây nhớt, để cho heo nó sạch thì nó không lếm, nó đỡ hạn chế bị tiêu chảy. Còn tất nhiên là khi nuôi mà chúng ta thấy nó là 50-60 kg thì chúng ta hãy tắm, bởi vì khi đó khi heo con thì tắm thì rất dễ sinh bệnh, dễ sinh ho, lạnh dễ ho, nhưng cỡ này thì heo lớn rồi chúng ta không sợ. Và canh thời tiết nè, canh nhiệt độ lên thì chúng ta tắm,
Và cái quan trọng mà chúng ta phải đánh giá được cái bầy heo nó khỏe thì chúng ta mới tắm nha mọi người. Còn khi nó đau ốm này kia thì chúng ta không tắm. Tuy là bầy heo của em thì nó cũng vừa đau xong, nhưng mà nó bị về vấn đề stress nhiệt là nhiều. Và mấy cô thì em cũng đánh thuốc rồi cho nên là em hôm nay em mới dám tắm. Thì sẽ quay cho mọi người xem luôn, để mọi người biết là chúng ta có nên tắm hay không. Thì cái hiệu quả thực tế thì chúng ta thấy liền nè. Khi tắm xong rồi á, thì heo nó ngủ ngay ngon liền. Nó sẽ trải ra nó ngủ hết. Thường ít con nào đó quá mới ăn thôi, còn lại là nó sẽ ngủ hết, nằm ngủ. Đấy. Thì chúng ta phải để ý, nếu mà chúng ta tắm á, thì tùy theo cái nguồn heo nữa mọi người. Cái nguồn của chúng ta nó có khỏe hay không, nó ổn hay không nữa. Nếu mà tắm mà nó ho á, thì chúng ta hạn chế lại cái vấn đề tắm đi. Bởi vì tắm thì nó lạnh, đôi lúc là lạnh phổi, lạnh cổ nó sẽ ho. Còn ở đây thì em quyết định tắm là vì cái heo em vừa đầu nó cũng bị xảy ra vấn đề đấy. Em nói về thiếu khí á. Thì để video sau em sẽ bàn về vấn đề thiếu khí đi. Còn hôm nay em sẽ nói sơ về cái vấn đề tắm thôi, để mọi người thấy rõ hơn. Nếu mà nó có hiệu quả thì chúng ta làm thôi. Bởi vì em tắm thì cái này em cũng muốn nói là em làm đi, em làm trước cho mọi người thấy. Thì những ai chưa dám làm này kia thì chúng ta làm thôi, không sao cả. Đấy. Tắm rồi thì cứ sắp lớp và ngủ thôi. Cho nên là chúng ta tắm đây là chúng ta hiểu là chúng ta tạo sự thoải mái cho heo nè. Đấy. Chúng ta cứ làm sao một con heo nó thoải mái là được, chứ không phải là cái gì hết. Cái nhà sạch thì mát mà con heo nó càng mát. Và đó là cái vấn đề mà có cần tắm cho heo không nha mọi người. Thì khi tắm rồi thì bây giờ buổi trưa thì chúng ta mới bắt đầu ta bật dàn mát lên để cho cái đồ mát nó trở lại bình thường. Hoặc thì chúng ta tan rồi, như heo em lớn thì em để luôn, em tan em để đó rồi, ví dụ như em về rồi ăn cơm nước xong mà đầu giờ chiều ra thì chúng ta giảm quạt lại. Thì cái đó là vấn đề mà chúng ta có cần tắm hay không. Thì em chỉ quay tới đây thôi. Chúc mọi người xem video vui vẻ. Và bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại. Em sẽ video sau em cố gắng nói về thiếu khí trong chăn nuôi trại kiến đi. Bởi vì cái vấn đề này em đã gặp vừa mới thôi. Em sẽ nói luôn cho mọi người hiểu hơn. Và bây giờ thì xin chào.